Hôm nay mình cần mua dầu nhớt để thay cho cái tàu của mình hai trong 20 giờ đầu tiên máy nó chạy. Đó thì bây giờ mình tới cái chỗ này nó bán chuyên về những cái dầu nhớt để thay thay cho cái máy tàu ha. Thì đây là nó gọi là Scorpion Marine. Đó thì mình sẽ vô đây mình mua ha. Đấy, hôm nay mình đã mua được một số dầu nhớt này kia rồi thì bây giờ mình sẽ đi thay ha. Xe đồ nghề với lại dầu nhớt. Đấy, tới rồi đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt đầu chuẩn bị thay ha, đầy đủ đồ nghề với lại mọi thứ đây rồi ha. Đấy, thì cái đồng hồ bây giờ nó đang chỉ là 19 giờ 9 9 19 99 đó, thì đó là đến cái lúc mà mình phải thay cho cái 20 giờ ha. 19 99 là coi như là 20 giờ rồi đó. Đấy thì cái đồng hồ nó báo như vậy là mình phải thay ha. Đấy, đây thì bây giờ mình sẽ mở ra, nó có ba cái chốt này để mà mở cái bình này ra ha. Đó thì đấy là cái thứ hai và cái thứ ba nó nằm ở phía sau này. Nó nằm phía sau này chỗ nào đây? Không thấy, để coi. Đây, nó nằm đây. Đó là ba cái chốt để mở cái hộp mà bự này ra ha, mở cái cây của nó ra. Đấy. Đấy thì bây giờ mình đã mở nó ra cái máy nó ra rồi đây ha. Thì máy nó còn đang mới tinh nè. Chưa có gì hết. Đấy thì mình mở ra. Và mình sẽ phải mở ra cái chỗ này để mà mình lấy dầu ra ha. Đấy thì nó có hai con ốc đây. Đây một con ha. Và đây một con mình cần mở ra ha. Và phía trên đây nó có hai con ốc nữa, đây một con nè. Nó hơi khó thấy nhưng đây một con. Phía bên này một con nữa. Đây, những thứ mình mua thì nó bao gồm là dầu máy nè, dầu này là cho cái hộp số nè, cái này sẽ là để cho hộp số, bỏ dầu vào hộp số. Đây là filter đó, thì những cái mình mua đó. Trong đây nó có những cái một số cái ron để mà mình bỏ vô nữa, nhưng mà chút xíu mình sẽ đi chi tiết ha. Bây giờ mình đã lấy ra cái phía bọc này rồi, thì nó có hai con ốc phía này, hai con ốc trên đây. Rồi mình lấy cái bọc này ra, mình để ngay chỗ đó rồi đó. Đấy thì bây giờ mình sẽ mở con ốc này ra để mình lấy dầu ra ha. Dầu nó sẽ chạy ra đường này. Đây thì mình sẽ hấn cái dầu nó xuống cái xô này, từ cái vòi này ha. Đây thì mình sẽ mở cái con ốc này ra ha. Đấy, mình đã lấy hết được dầu ra rồi, nhưng mà cái máy này nó hơi khác cái máy kia, đâm ra là dầu nó hơi đổ ra chút xíu ha. Đó, mình lấy hết dầu từ trong cái chỗ này ra rồi, bây giờ mình đã vặn vô. Đó, thì đã vặn cái ốc nó vô rồi. Đây là cái chỗ để lấy dầu ra ha. Đấy, bây giờ mình chỉ đổ dầu vô thôi. Thường thì một bình này, bình bự này với thêm khoảng hơn nửa cái bình nhỏ kia nữa là vừa cho cái 150 hot. Đấy thì mình sẽ đổ hết cái bình bình lớn này ha. Rồi xong, thêm một bình nhỏ nữa là vừa.
đấy khoảng cỡ đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái dầu của nó, cái đây là cái đồ thử coi sao cái lượng dầu nó đã đủ chưa ha. Thì bây giờ mình sẽ phô ra để mình coi ha. Nó hơi khó thấy nhưng mà đây lượng dầu của mình nó sẽ nằm giữa hai cái lỗ này, thì lượng dầu của mình nó nằm đây, thì nó như vậy là đã ok rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ thay dầu của cái hộp số này. Thì đây nó có một con ốc này với một con ốc phía dưới này nữa. Mình sẽ mở hai con ốc này ra thì dầu nó sẽ chảy ra. Mình sẽ lấy dầu đó ra để mà thay cái dầu mới ha. Còn một thứ nữa mà mình quên là cái filter này mình đã thay vô rồi nhưng mà mình quên video ha. Thì cũng mở ra xong rồi vặn cái filter mới vô là xong thôi. Đó là đấy, bây giờ mình sẽ phải thay cái filter này cho cái nó gọi là water separator, có nghĩa là khi mà trong xăng mình có nước thì nó sẽ vô cái filter này thay vì nó về vô cái máy của mình ha. Thì cái filter nó nằm ở trong cái lỗ này. Ok, cái filter này nó nằm ở mãi ở trong đây nè, đó thấy không? Nó giấu ở mãi trong đây thì mình sẽ phải mở cái filter này ra để mà thay ha. Cái dụng cụ mà để mở cái filter đó là cái này. Đấy, mình đã lấy được cái filter cũ ra rồi ha. Chút xíu nữa mình sẽ coi trong bên nó có cái gì không. À, vẫn còn mới toanh cu li đây nhưng mà nó yêu cầu thay thì mình phải thay thôi ha. Trước khi mình bỏ cái filter mới này vô, mình sẽ thoa một chút xíu dầu chỗ này để cho nó siêu đó, nó siêu lại ha. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ vô thôi. Rồi cái filter mới mình đã được thay vô rồi ha. Thì nó nằm filter mới nó vô rồi đó. Đó, nó nằm ở dưới đó mình không có nó thấy đây. Đây. Bây giờ mình đang tháo dầu của cái hộp số ra ha. Đây nó có một con ốc ở chỗ này, mình mở con ốc chỗ này ra thì dầu nó sẽ chảy ra. Và một con ốc phía trên này nữa. Là cái ốc mà để tháo dầu hộp số ra đó. Thì bây giờ dầu đang chảy ra, cái này đang chờ chắc phải 15 phút rồi. Thì nó ra hết bởi cái dầu nó hơi đặc á. Thì đó là bây giờ mình đang thay dầu hộp số ha. Trong hai con ốc này nó có hai cái ron ha, thì mình sẽ phải thay hai cái ron này. Đây một cái ron, đây một cái ron. Đây là hai cái ron mà mình phải thay ha. Thì hai cái ron này mình phải thay. Bất cứ khi nào mình thay dầu thay nhớ là mình thay hai cái ron này ha. Qua phía dưới này rất là đặc biệt, con ốc phía dưới này rất là đặc biệt, nó có cái 500 ha. Khi mà những cái mụn vụn sắt hay cái gì của máy nó thải ra thì nó dính vô hết trong đây ha. Nãy mình mới lau thì trong cái vụ này nó không có cái chất dơ gì hết, nó chỉ có chất cặn dầu thôi thì ok. Cái dầu hộp số này nó vẫn còn mới toanh, Yamaha nó bắt thay thì mình thay thôi chứ, nhưng mà cái dầu này còn mới lắm, là không có vấn đề gì hết ha. Đây là cái pump để pump dầu ngược lên trên cái hộp số ha. Thì mình sẽ cắm cái pump này vô trong cái chai nhớt này và sẽ pump lên. Đây mình đã gắn cái này vô cái pump rồi ha. Thì bây giờ mình pump lên thôi. Đấy, cái pump nó lên thôi. Dầu nó đang chạy lên đó. Khi nào mà nó ra cái lỗ này là có nghĩa là dầu nó đầy rồi. Đấy, các bạn thấy không? Dầu nó bắt đầu nó chạy ra phía trên là có nghĩa là dầu mình nó bắt đầu nó đầy rồi. Mình sẽ đóng cái nắp của cái phía trên này lại ha. Đấy, dầu nó đầy mình đã đóng cái nắp phía trên rồi ha. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ
Đấy, thế là xong. Mình đã đóng đóng cái ốc phía dưới này ha, đóng cái ốc phía trên này. Bây giờ vào đó như vậy là nó đầy rồi, vậy là xong thay nhớt cho cái hộp số đó, dễ dàng không có khó.